Xin chào anh Đặng Minh Hùng ở Tiền Giang và xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay em sẽ test ra cái sản phẩm cho anh Đặng Minh Hùng. Ở đây có đặt hàng bên em là một mạch hạ áp, giảm áp từ điện áp DC xuống điện áp DC. Và điện áp đầu vào chúng ta cấp vào là từ 20 cho đến 70V DC. Điện áp chúng ta có thể giảm xuống từ 2,5 cho đến 58V DC. Thì cái giải điện áp này, điện áp vào cũng rất là rộng và giải điện áp đầu ra cũng rất là rộng, phù hợp rất là nhiều các cái nhu cầu sử dụng của anh em. Đối với mạch này thì nó có cái dòng điện làm việc tối đa là 30A và công suất làm việc tối đa là 800W. Đấy. Và cái điện áp thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, có nghĩa là điện áp đầu ra chúng ta có thể hoàn toàn cài đặt và thay đổi tối thiểu thấp nhất là 2,5V và tối đa thấp nhất có thể là 58V. Còn điện áp đầu vào cấp là từ 20 cho đến 70V DC. Đấy, thì khi các bạn mua sản phẩm nó sẽ có bao gồm một cái mạch như thế này. Đây là mạch 800W hạ áp. Và đơn hàng này ngoài ra thì anh có mua thêm là 10 con diode Zener 1206 SMD. DC này, con ổn áp này là 1206, con này là ổn áp 12V. Đây có 10 con này. Tiếp theo anh mua 10 con diode loại mình lấy lộn rồi. 10 con diode ở đây. Tiếp theo là anh mua 10 con diode 1N4001, đây là 10 con luôn. 4001. Ngoài ra thì anh mua thêm con diode 1N5822. 1N5822, đây có 1 con thôi. Con này là có cái dòng điện chịu đựng là 3A, điện áp chịu đựng là 40V. Và cuối cùng, tiếp theo nữa là anh mua cái con ốc tán chấu bắt loa gỗ đai ốc. Con này con M8, cũng 10 con luôn. Và cuối cùng là anh mua một mạch hạ áp như em vừa nói lúc đầu. Thì chúng ta sẽ tiến hành vào test cái sản phẩm mạch hạ áp. Mạch hạ áp này thì chúng ta để theo hướng như này. Bên phải này sẽ có hai cái cọc có tên ký hiệu là V-in trừ và V-in cộng. Chúng ta sẽ cấp nguồn đầu vào vào đây. Các bạn lưu ý là cấp nguồn DC nhé. Mạch này là mạch DC, giảm xuống DC chứ nó không thể cho cái nguồn AC vào được đâu. Đầu tiên thì mình sẽ cấp vào cái nguồn tối thiểu mà nhà sản xuất đưa ra là 20V. Các bạn lưu ý là mạch này chúng ta bắt buộc phải đấu đúng chân âm và chân dương. Bởi vì mạch này nó không có chế độ chống ngược cực đầu vào. Vì vậy nếu các bạn mà đấu sai thì khả năng là dẫn đến mạch nó hỏng ngay. Phương pháp test thì em sẽ sử dụng đồng hồ để chúng ta đo. Điện áp đầu vào chúng ta đang cấp là 20.44V. 20.39V này. Và điện áp chúng ta xem là nhà sản xuất đang để là bao nhiêu. Nhà sản xuất đang để điện áp là khoảng tầm... 12.5V. Nếu các bạn muốn tăng giảm cái điện áp đầu ra, có nghĩa là chúng ta muốn điều chỉnh cái điện áp đầu ra, chứ tăng thì không phải. Bởi vì mạch này có cái chức năng là hạ áp. Vì vậy nó chỉ có chức năng là giảm cái điện áp thấp hơn điện áp chúng ta cấp đầu vào, chứ nó không có cái chức năng là tăng cao hơn cái điện áp chúng ta cấp vào đâu nhé. Vì vậy là để điều chỉnh thì chúng ta sử dụng bằng tua vít hai cạnh. Điều chỉnh một cái biến trở màu xanh dương, nó nằm ngay ở bóng đèn xanh dương báo nguồn này này. Thì nó có ký hiệu là CVADG. Chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ thì điện áp nó giảm xuống, và ngược chiều kim đồng hồ thì điện áp nó sẽ tăng lên. Đây, mình sẽ để khoảng tầm 15V để chúng ta. Đây, ok, mình đã chỉnh ở mức là 15.15V. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng bằng điện áp đầu vào này. Đầu vào bây giờ đang là 20V. Nhà sản xuất cho phép đầu vào lên đến tối đa là 70V. Nhưng mà hiện tại cục nguồn mình ở đây chỉ được có 60V thôi. Vì vậy mình sẽ tăng lên đầu vào là 60V. Và các bạn lưu ý là mạch này nó có chức năng ổn áp điện áp đầu ra. Cho dù điện áp đầu vào nó có thay đổi từ 20 cho đến 70V. Mà điện áp chúng ta thấp hơn 20V thì luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ ổn áp anh em nhé. Bây giờ mình đã chỉnh cái điện áp đầu vào là 60.8V rồi. Thì điện áp đầu vào nó vẫn là 15.15V.
Đấy, anh em thấy là cái chức năng ổn áp rất là tốt. Mặc dù là đèn áp đầu vào nó có biến thiên thay đổi đi nữa thì đầu ra nó vẫn ổn áp ở một cái mức như thế này. Như vậy là rất phù hợp với những thiết bị mà nó yêu cầu đèn áp không được thay đổi. Thì các bạn dùng cái mạch này nó rất là hay luôn. Ngoài ra thì cái mạch này nó có một cái điểm hay là nếu như anh em nào mà có cái hệ pin năng lượng mặt trời mà 24V nhưng mà anh em lại muốn nạp cho bình hay 12V ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái mạch này cho điện áp vào. Thì điện áp của tấm pin năng lượng mặt trời thì nó luôn luôn thay đổi theo cái ánh nắng. Nó luôn luôn thay đổi theo ánh nắng. Nhưng mà điện áp đầu ra nó lại luôn luôn ổn áp cho chúng ta. Vì vậy là rất thuận tiện cho cái việc chúng ta sử dụng một thiết bị nào đó hoặc là chúng ta nạp bình ắc quy. Ok, và bây giờ mình sẽ đo lại một lần nữa. Đây, các bạn có thể thấy rõ là đây là 60V nhé. 60.8V. Đo vào đầu ra thì rõ ràng là nó vẫn là 15.15V. Nó ổn áp đến từng milivolt luôn. Rồi, ok. Và các bạn lưu ý là nó có chức năng ổn áp với điều kiện là cái điện áp chúng ta, đầu ra chúng ta đó, nó sẽ phải thấp hơn điện áp đầu vào. Mặc dù đầu vào nó biến thiên nhưng mà biến thiên phải là cao hơn đầu ra thì nó mới ổn áp được. Chứ ví dụ như bây giờ chúng ta đang cài 15V ở đây hoặc là chúng ta đang cài 24V đầu ra nhưng đầu vào á, nó lại chỉ có 23V thôi thì rõ ràng đầu ra nó không thể ổn áp được. Bởi vì là đầu ra nó đang cài đặt cao hơn đầu vào thì nó không bao giờ nó tự tăng áp lên được, mà nó chỉ có chức năng là giảm áp, hạ cái điện áp cao từ đầu vào xuống thành điện áp thấp hơn đầu ra thôi. Rồi, như vậy là cái mạch sản phẩm này hoạt động hoàn toàn bình thường. Thì bây giờ mình sẽ rút nguồn ra và đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh Đặng Minh Hùng. Cái hình thức đánh dấu ký hiệu này là để cho chứng minh cho khách hàng biết được rằng đến khi các bạn nhận được sản phẩm thì chắc chắn sẽ nhận được cái sản phẩm mà mình đang test trên video này, chứ không phải đánh tráo sang một cái sản phẩm khác. Nhiều shop làm ăn vớ vẩn người ta sẽ làm như vậy. Cho nên là rất là lâu rồi, từ lúc mình bán hàng đến giờ thì tất cả những cái sản phẩm mạch điện tử như này nó sẽ không có chế độ bảo hành, bởi vì nó phụ thuộc vào cách sử dụng của người dùng nên là không có chế độ bảo hành. Nhưng ngược lại thì bên mình sẽ có những cái video như thế này để cho video và kết hợp cả đánh dấu ký hiệu như thế này để cho khách hàng yên tâm rằng đến khi nhận hàng thì rõ ràng là lên YouTube xem lại cái video này thì chắc chắn khách hàng sẽ biết được rằng à, cái sản phẩm trước khi gửi đi thì shop cũng đã quay rồi, đã đánh dấu ký hiệu rồi, hoạt động bình thường rồi, để khách hàng yên tâm. Đây là ký hiệu ở trên cái mạch này. Rồi, tiếp theo bên đây là ký hiệu ở trên cái tấm nhôm tản nhiệt này. Đây là hình thức xung quanh mạch, rất là đẹp. Mạch này nó làm rất là cẩn thận luôn, độ hoàn thiện rất là cao. Có quạt tán nhiệt phía dưới luôn. Quạt tán nhiệt này nó quay theo nhiệt độ anh em nhé. Nhiệt độ cao thấp thì nó sẽ điều chỉnh cái quạt tán nhiệt này quay cho nó đỡ ồn. Khi chúng ta mà sử dụng cái công suất thấp đó, thì quạt này nó không quay đâu, để tránh cái độ ồn và đỡ tốn điện nữa. Ok, và như vậy là em xin cảm ơn Đặng Minh, cảm ơn anh Đặng Minh Hùng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Và cái sản phẩm này anh Đặng Minh Hùng thì đặt hàng ở trên Lazada, được vận chuyển bởi đơn vị là GNT. Tổng tiền hàng và tiền vận chuyển tất cả các sản phẩm này là 703.000. Nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể xuống cái phần bình luận video này. Mình sẽ để cái link mua hàng trực tiếp tại Lazada, Sendor, Shopee để các bạn có thể đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.